Tiếp theo đến mẫu chuyện 42, hạ thừa hay thượng thừa. Vào khoảng mùa xuân năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy đến thuyết giảng đạo pháp tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang. Hôm ấy có đủ các bậc túc nho trí thức cùng một số đông thính giả tham dự. Sau giờ thuyết giảng, một ít người còn lưu lại để hỏi Đức Thầy thêm về nhiều vấn đề đạo đức. Trong số đó có một người đứng lên nói: "Thưa Thầy, hiện giờ ở núi Cấm có hai nhà tu, một nhà sư, một ông đạo. Ông nào cũng có chùa riêng, đều được số đệ tử hầu hạ và cung ứng mọi tiện nghi vật chất đầy đủ. Song vì tranh giành ảnh hưởng khách thập phương nên đôi bên tị hiềm nhau. Họ tìm đủ lời lẽ bêu xấu hoặc chỉ trích lẫn nhau, có lần phải dùng võ lực để thanh toán nhau. Chẳng biết họ tu theo phái nào mà còn hành động như vậy?" Đức Thầy ôn tồn đáp: "Họ còn tu theo hạ thừa." Bạch Thầy, còn Thầy dạy chúng tôi tu như thế nào?" Đức Thầy liền đáp: "Các ông tu theo thượng thừa." Bây giờ một người khác đứng lên nói: "Tu như thế nào là hạ thừa và tu như thế nào là thượng thừa? Nhờ Thầy giải thích cho chúng tôi được hiểu." Đức Thầy đáp: "Bởi lòng muốn lợi dưỡng riêng mình nên người ta tìm nơi thuận tiện xây cất chùa am để sống cảnh an nhàn và thâu hưởng tài vật của bá tánh dân cúng, thế là hạng tu tiểu thừa. Vì lòng vị tha bác ái từ bi rộng thương tất cả sanh linh, người hành đạo vừa tu cho mình vừa xả thân giúp đời, nghĩa là nhà tu vừa tu sửa thân tâm dồi mài trí tuệ, vừa sốt sắng lo làm ăn tạo cuộc sống hòa hảo với các từng lớp nhân sanh, hầu đủ phương tiện trợ giúp bá tánh cả vật chất lẫn tinh thần để cùng tu tiến lên đường giải thoát, ấy gọi là tu thượng thừa." Thuật theo lời ông Lâm Văn Trung. Phụ bài: Xưa Đức Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm trọn 21 ngày. Các hàng thinh văn Bồ Tát nghe qua ít ai lãnh hội được. Ngài liền quán xét căn cơ của các từng lớp chúng sanh mà biệt lập tam thừa để tùy duyên khai hóa. Tam thừa gồm có thượng thừa, cũng gọi là đại thừa, để độ hạng thượng căn thượng trí đến quả đẳng giác Bồ Tát. Trung thừa, để độ hạng trung căn trung trí đến quả duyên giác. Tiểu thừa, cũng gọi là hạ thừa, để độ hạ căn hạ trí đến quả thánh đạo thinh văn. Theo đây thì hai nhà tu ở núi Cấm chưa được liệt vào hàng tiểu thừa, song vì Đức Thầy không có ý phân biệt, và Ngài cũng dạy tín đồ đối với nhà tu không nên khen chê cao thấp, nên Ngài nói hai nhà tu ấy còn tu tiểu thừa. Xét ra lòng ích kỷ đi cặp với tham lam, để nó bảo vệ và mưu cầu tạo tác cho cái ngã, gốc từ cái ngã rồi khát vọng danh lợi tình, mới sanh ra bảo vệ những gì đã có, tức là lòng ích kỷ. Bảo thủ cái sẵn có cũng chưa thỏa mãn, còn khát vọng thêm nhiều cái mới, nên sanh lòng mưu cầu tạo tác, tức là tham lam. Vậy ba cái ta bảo vệ mưu cầu tạo tác, tức là ba cái ngã, ích kỷ và tham lam, nó vốn từ một thể và tương quan với nhau, làm tâm trí mờ tối như gió sóng và cảnh cáo, làm cho nước phải đục. Nhà tu còn dung dưỡng nó trong lòng, tức còn tạo nghiệp sanh tử, không thể nào vào hàng tam thừa. Cho nên giới tu hành cần hiểu rõ điều này, để đem cái tiểu ngã cá thể hòa vào cái đại ngã đại thể, vui với cái vui chung với vạn loài, khổ với cái khổ chung của muôn loài. Nếu có mưu cầu thì chỉ mưu cầu lợi ích chung cho tất cả, chứ không mưu cầu riêng tư. Đức Thầy từng dạy: "Muốn trừ tham phải liệu cách đi nào, phải bố thí diệt lòng
và giúp đời đừng đợi trả ơn, miệng tròn bốn phần hay hơn bạc vàng. Xưa kia Đức Phật đã dạy vì chúng sinh mà sinh, thì hôm nay Đức Thầy cũng cho biết. Thảm thương lê thư phiền, chớ lòng đâu có lo riêng nỗi mình. Và gì? Ta chịu khổ, khổ cho ba tâm. Cho nên Ngài thường khuyến tánh: giả lại cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức rất thâm huyền quảng quật. Cái tình ấy nó không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc. Nó cũng không lượng sang hèn và xóa bỏ hết các từng lớp đẳng cấp xã hội, mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Thế, ta không có lý do gì chánh đáng để vì mình hay vì đồng bào mình gây ra tai hại cho các dân tộc khác. Trái lại, hãy đặt vào họ một tư tưởng nhân hòa, một tinh thần hỷ xả, và hãy tự xem mình có bổn phận giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn. Đó là tư tưởng thượng thừa, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Song kẻ học Phật không thể thỏa mãn ở mức thượng thừa, vì Phật pháp vốn chẳng có ba thừa, mà chỉ có một tối thượng nhất thừa. Và cũng không cố định hay dành riêng cho ai phải tu hạ thừa hay thượng thừa, mà tùy theo tâm đức công hạnh của mỗi hành giả. Sở dĩ có ba thừa là quyền giải cho thích hợp với mỗi căn cơ, chớ cuối cùng cũng đưa nhà tu đến chỗ ngộ nhập tri kiến Phật. Cho nên Đức Thầy nói Phật giáo hòa hảo tu theo thượng thừa cũng là quyền giải để đưa tín đồ đến chỗ Phật quá tánh tình Phật thừa, và về tới đích cuối cùng là thanh tịnh pháp thân, thoát dòng cương tỏa pháp thân nhẹ nhàng. Nam mô A Di Đà Phật.